Hello, xin chào các bạn nha. Và chào các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và sau khoảng gần một tháng các bạn thì cuối cùng hàng nó cũng đã về rồi nè. Đó. Thì dịch bệnh rồi đó các bạn, cho nên là hàng nó về nó có hơi muộn hơn những ngày thường nha các bạn. Những ngày thường thì cũng có khoảng 3 tuần, nhưng mà dịch bệnh thì có khoảng một tháng nay rồi thì mình mới nhận được những cái thùng hàng này. Đó. Thì trong cái đợt hàng này thì mình về chủ yếu là lòng, lòng rất là nhiều. Những mẫu lòng mà các bạn hỏi mình nhiều trong thời gian qua là lòng đại nè, lòng đại full phụ kiện và mẫu lòng đại không phụ kiện cũng có luôn nha các bạn. Ngoài ra thì những mẫu lòng chung, ví dụ như là hoàng tử đồ đó, hoặc là lòng ngũ sắc rồi đó thì đều có về hết luôn. Một tí mình khui ra cho các bạn xem. Còn nhà sứ thì mình chỉ có về những mẫu nhà sứ size nhỏ thôi các bạn. Còn nhà sứ size lớn thì kỳ này nó không có hàng. Có gì đơn sau đi, kỳ sau đi mình gắng tìm hàng về mình lấy về bán cho các bạn nha. Thì mấy cái thùng này thì mình đã khui ra sơ để kiểm sơ sơ ngày hôm qua rồi, thì vì hàng mới về thì mình kiểm qua sơ trước đó. Rồi mình nói chung là mình chưa khui hết mấy cái thùng này đâu các bạn, bây giờ mình sẽ khui hết ra luôn và mình sẽ quay sơ qua cho các bạn xem coi kỳ này là mình về những cái món hàng gì nha. Và những bạn nào mà cần mua lồng hoặc là nhà được cho hamster thì có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Bình nước có về luôn nha các bạn, bình nước chân không có về hàng lại luôn. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu khui mấy cái thùng hàng này ra nha các bạn. Rồi và cuối cùng thì mình cũng đã khui ra hết tất cả các thùng rồi nha các bạn. Và mình đã gọi là lấy ra mình kiểm tra hàng rồi nha các bạn. Đó, banh ra hết luôn để mà kiểm tra, cũng như là bây giờ mình khui ra hết rồi mình sẽ review cho các bạn xem luôn nha. Để nói chung là lồng rất là nhiều mẫu lồng, những cái mẫu lồng nuôi một con đến hai con rồi ba con, mẫu lồng nuôi bia, nhà sứ, nhà tắm, các thứ các kiểu luôn. Rồi bây giờ mình qua đây mình coi sẽ review bình nước trước đi các bạn. Đây, bình nước chân bình nước bi 80ml. Đó. Cái loại này là loại tốt nha. Mình bán loại tốt hết, giá nó có hơi cao khoảng 2-3 ngàn. Nhưng mà các bạn bù lại các bạn xài thì nó sẽ an tâm hơn, nó đỡ bị rỉ nước hơn. Cái tỷ lệ phần trăm mà bình nó bị rỉ nước rất là thấp. Bên này là bình 125ml, 125ml thì nó hết hàng khoảng 1 tháng qua. Thì hôm nay nó hàng nó đã về và mình sẽ cố gắng sắp xếp hàng cũng như là cập nhật trên Shopee và web để cho các bạn vào mua hàng nó dễ dàng hơn nha. Rồi bên này là mình chân không nha các bạn, chân không thì hết hàng khá là lâu rồi đó. Thì đối với cái bình chân không này thì các bạn có thể gọi là nuôi những con chuột size nhỏ rất là ok, hoặc là các bạn tách đâu đó để một bình ok. Rồi bên này là đá mài răng viên, cái loại này là dạng mới nha, loại này dạng san hô nhưng mà dạng viên tròn như thế này. Đấy, mình thấy nó giống cái kẹo Milo đó các bạn, giống kẹo Milo dạng viên hình vuông á. Đó, cái viên nhỏ nhỏ như thế này thì các bạn để vô thì một viên con chuột cạp khá là lâu các bạn, khá là lâu luôn á. Rồi bên này là nhà tắm cửa. Đây, cái mẫu này á, thì con chuột nó tắm đó, nó có đào á thì nó sẽ đỡ bị văng ra bên ngoài rất là nhiều. Ở đây có một cái nó không có cái bọc các bạn, mình sẽ lấy review cho các bạn xem nha. Đó, cái này thì cái phần trên với lại phần dưới thì có thể tách ra nha. Cái cửa này thì nó hơi bị lõi một tí, các bạn có thể lấy cái mũi kéo á, các bạn khoét hai cái lỗ hai bên hông á. Đó, hai bên hông cái chốt á thì nó sẽ nhẹ hơn nha. Các bạn làm lại, tại vì đồ Trung Quốc thì nói chung thì nó không hoàn thiện được 100% nha các bạn. Thì đối với cái mẫu này thì có hai màu, màu xanh lá như thế này và màu xanh biển.
có hai màu thôi đó, các bạn sẽ dễ chọn hơn đó. Rồi bên này là mẫu lồng hai ngăn, giá hình như là 140.000, vẫn là giá cũ luôn nha các bạn. Giá lồng kia này nó có lên chút đỉnh nhưng mà mình vẫn để giá cũ. Đây là vách ngăn lồng hai, có thể tháo ra, các bạn có thể tháo ra khi các bạn không muốn tách nữa thì có thể tháo cái vách ngăn ra. Combo là hai bình nước nước, hai chén ăn, hai queo. Bên này còn màu xanh biển với lại màu hồng nha các bạn. Mẫu đó thì có màu xanh biển với lại màu hồng. Rồi, lồng hoàng tử xe lớn. Đây, hoàng tử một tầng xe lớn nha, hai tầng mình vẫn còn luôn. Các bạn có thể lên web hoặc là Shopee á, mình cập nhật đầy đủ chảnh hết. Giá cả rồi mình công khai chứ mình có giấu giếm gì đâu, các bạn cứ lên chảnh mà coi nha. Ở các bạn nào mà muốn đổi giá vào đó thì có thể lên đó xem luôn. Rồi, đây là mẫu lồng kinh thành. Kinh thành thì như hết hàng 2 tầng rồi, khoảng 2 tầng á. Thì hôm nay nó về lại nha các bạn. Kinh thành thì nó cũng giống giống như cái mẫu hoàng tử thôi, nhưng mà cái phần đế các bạn, cái phần đế nó làm chi tiết nó sẽ cầu kỳ hơn một tí và giá nó có cao hơn một chút nha các bạn. Với lại cái phần mái nhà thì nó làm giống cái kinh thành, cho nên là mình đặt cái lồng cho nó là lồng kinh thành luôn ha. Rồi nó có hai màu thôi, màu xanh biển với là màu hồng đó. Bạn nam nào thích màu hồng thì có thể ghé qua ủng hộ mình một cái lồng nha. Đấy, giá thì hợp lý, không có gọi là bán mắc quá đâu, các bạn cứ yên tâm ủng hộ cho shop mình. Đặc biệt là cái này mình có về lại cái mẫu queo. Queo này là queo gắn lồng nhưng mà size tốt, đường kính là 12 cm dành cho các dòng chuột nhỏ. Các bạn muốn bền thì các bạn mua lời này, giá nó sẽ hơi cao tại vì nó bằng mica đó các bạn, cho nên là hơi cao một tí. Còn đây là cái dung dịch để mà cho con chuột với lại những con thỏ bọ đó, nói chung là động vật nhỏ uống, cái mùi nước tiểu nó sẽ đỡ bị hôi hơn. Còn bên này là cái dung dịch để mà tẩy rửa cái đế phía dưới, lâu ngày nó bị bám bẩn á. Thì hai cái sản phẩm này mình sẽ có một cái video riêng để mà review về nó, tại vì mình chưa có sử dụng qua. Đây là cái sản phẩm mới các bạn. Mình sẽ sử dụng qua khoảng 1-2 tuần gì đó, mình sẽ làm một cái video riêng để mà giới thiệu sản phẩm này cho các bạn xem ha. Rồi bên này là mẫu lồng đại không phụ kiện, nói không vô được kiện chứ kỳ này nó tặng thèm kèm theo cho các bạn luôn một cái chén ăn lớn nè, với lại một cái bình nước chân không, là có phụ kiện luôn các bạn. Còn ngoài ra nhà với lại phòng trại á thì các bạn phải mua thêm nha. Đó, phần lồng ở phía dưới đây. Kỳ này mình về cái mẫu mà có bốn cái chốt cài ở dưới đế á, kỳ trước nó mình không có về mẫu đó cho nên là các bạn phàn nàn với mình á, cho nên là kỳ này mình về lại cái mẫu lồng mà có cái bốn cái chốt hai bên hông á, để các bạn có thể lắp ráp cái đế nó dễ hơn. Còn bên này là cái mẫu lồng đại full nuôi kiện nè, đó cái mẫu này các bạn là hỏi mình rất là nhiều. Mẫu này giá khá là rẻ luôn nha các bạn. Cái queo này thì không kèm theo nha. Cái queo này thì hồi nãy mình có nói á, thì mình ráp vào review cho bạn xem thôi. Còn queo tặng kèm là cái queo màu xanh biển ở bên trong nha các bạn. Cái lồng này thì nó tặng kèm các bạn một cái queo xanh biển như thế này, một tầng cầu tuột lớn, hai cái chén ăn, một cái chén ăn nhỏ, một cái chén ăn lớn luôn đó, nó tặng bạo luôn các bạn, và một cái bình nước chân không nha. Đấy, combo của nó là bao nhiêu đó nha các bạn, đó một bình nước chân không phía bên trong, cửa khóa luôn. Các bạn cho mình xin lỗi nha, tại vì hôm qua các bạn mình đang quay khui hàng như các bạn, cái trời nó mưa, cái mình lật đật lấy hàng vô thì mình dọn ra trước sân đó, nó khá là nhiều đồ các bạn, mình sợ bị ướt cho nên là mình lật đật lấy đồ vô rồi cái tới tối luôn đó, rồi không có quay video nữa cho các bạn xem được. Thì hôm nay mình ráp mấy cái mẫu lồng rồi nè, với lại mình thức ăn rồi đó về đầy đủ hết, cho nên là mình quay cái shop, cái chỗ mình để đồ mình bán cho các bạn xem luôn nha. Đó, thức ăn dặm được rất là nhiều luôn. Rồi bây giờ mình sẽ quay cái kệ ở dưới này trước đây. Thức ăn thì vẫn là thức ăn siêu bổ 40.000 một bịch nửa ký. Cái loại này thì các bạn ủng hộ mình rất là nhiều, tại vì nó có tất cả các loại thức ăn dặm mà các bạn thích cho mấy con chuột nó ăn, cho nên là các bạn mua một bịch như thế thì nó sẽ rất là lợi và con chuột của bạn nó sẽ cung cấp dinh dưỡng nhiều hơn. Còn bên này là thức ăn cơ bản thì cái loại này thì chỉ có 25.000 bịch nửa ký thôi. Bên này là mùng cưa nén, các tấm thơm bịch 1 ký và các sang, các bút đi trắng. Đây này là bút đi trắng nha các bạn, các sang bên mình bán hình như có 10.000 bịch nè các bạn, 10.000 bịch 1 ký, quá trời rẻ luôn đó. Các bút đi Ấn Độ, các Ấn Độ mình nói nhầm các bạn. Rồi bên này là bình nước chân không đó, hôm qua mình có nói á, mình về bình nước chân không. Cái mẫu này thì chưa ráp cái đầu ống nha các bạn, đây cái đầu ống bên trong nè, cái đầu ống bằng thủy tinh nha. Bằng thủy tinh thì mình thấy mấy con chuột nó uống đó, nó không có bị xước cái lưỡi. Còn về màu thì nó chỉ khác nhau cái móc thôi, có màu xanh với lại màu xanh biển, màu xanh lá. Đây là mày răng viên hình vuông đó. Cái loại viên này thì bằng san hô nha các bạn,
Và con chuột mình, thí dụ như các bạn để hai con chuột mà nó cạp một cái viên này cũng khá là lâu á. À, bên này làm mài răng viên nhưng mà có mùi thơm nha. Đó, cái viên này thì 10.000, viên san hô thì nó sẽ cao hơn một tí, hình như là 11 12.000 gì đó. Các bạn có thể lên cái Shopee hoặc là web các bạn tham khảo nha. Bên này là thuốc tiêu chảy với lại vitamin, chảy vệ sinh và bình nước 80 ml. Loại tốt nha các bạn. Đó. Cái loại này thì nó sẽ hạn chế cái việc rỉ nước hơn, tỷ lệ mà bình nó bị rỉ nước nó sẽ rất là thấp. Và bình 125 ml. À, 125 ml thì có hai màu xanh biển với lại màu hồng. 80 ml thì có thêm màu xanh lá nữa. Đó. À, dung dịch khử mùi 23.000. Và cái chai này thì mình có nói hôm qua mình chưa có sử dụng, cho nên là mình cũng chưa dám đăng video để giới thiệu cho các bạn. À, để mình sử dụng khoảng 1 tuần đi ha, mình đăng video để mà giới thiệu cho các bạn cũng như là đăng trên Shopee luôn. Ở bên này là mẫu lông đại không phụ kiện, sau khi ráp rồi thì nó sẽ như thế này. Ở đây là một mẫu màu hồng, ngoài ra thì mình có màu đen, full đen và màu xanh nước biển. Nó tặng kèm bạn một chiếc khăn lớn, một cái bình nước chân không. Ngoài ra các bạn có thể mua nhà gì đó tùy ý theo các bạn, tùy theo các bạn build vào thôi. Đó. Ngoài ra nữa thì các bạn có thể mua một cái vách ngăn để mà ngăn cái lồng đại ra. Đây là vách ngăn dành riêng cho lồng đại nha, không sử dụng bất kỳ lồng nào được hết, chỉ dành riêng cho lồng đại thôi. Bên trên của cái vách ngăn này thì nó sẽ có hai cái móc, các bạn chỉ cần móc vào cái thanh lưới ở phía trên lồng đại là được. Đây, hai cái móc có đơn giản như thế này thôi. Đó, các bạn chỉ cần móc vô cái thanh lưới trên cùng này nè, thanh lưới chính giữa này nè là ok. Là các bạn có thể tách ra làm hai, mỗi bên các bạn nuôi hai ba con gì đó tùy theo các bạn. Ở bên này là giấy lót, bịch lẻ là 25.000. Đó, 25.000 một bịch như thế này. Giấy lót loại nhập khẩu nha các bạn, các bạn có thể lót cho mấy con chuột con á, nó không có bụi. Và bên này mình có bán luôn cả cây nha. Đó, cây gì hình như là khoảng 1 ký các bạn. Bên này là queo nhỏ nè. Đó, queo nhỏ các bạn ủng hộ rất mình rất là nhiều. Giá rẻ lắm các bạn, kỳ này có 2.000, 20.000 một chiếc thôi. Giá quá trời rẻ luôn. Lúc trước hình như tới 25.000 một chiếc lần. Đây là queo chung nha, đường kính là 12 cm, queo nhựa chung. Banh chạy bằng mica. Cái loại này thì các bạn có thể tháo rời ra và để con chuột vào nó chạy xung quanh nhà đó, hoặc là chơi chung với chó mèo thì nó sẽ không có bị mấy con chó mèo giật nha các bạn. Mấy cái hộp ở dưới này á, là cái dòng chạy xây tốt, loại tốt. Đây, hôm qua mình có review cho bạn xem á. Vòng chạy này là đường kính là 12 cm nha. Đây, trên này mình có để một cái mẫu. Đây các bạn, đây là cái vòng chạy loại tốt nha các bạn. Giá của nó sẽ cao hơn cái vòng chạy thường một tí, nhưng mà bù lại á là các bạn xài rất là bền, các bạn mua một lần có thể xài là mấy đời chuột hamster luôn đó. Đó, tại vì nó bằng mica cho nên là mấy con chuột nó cắn thì nó sẽ rất khó là gì hư đó, với lại vòng chạy nó sẽ rất là im luôn nha các bạn. Đó, các bạn nào mà túi tiền rộng một tí thì mình khuyên các bạn nên mua cái loại queo này để mà xài. Ngoài ra mình có bán queo gỗ, nhà gỗ, đây nhà gỗ xe nhỏ, nó xe nhỏ nhưng mà mình làm cái kích thước của nó cũng khá là thoải mái đó, cho hai con chuột, dòng chuột nhỏ chui vào đây để mà trú mưa đó, hoặc là giữ ấm ngày lạnh rồi ha. Rồi, dưới này là nhà xe lớn nè, xe lớn thì cho bia bia vào đây rất là thoải mái luôn. Đối với những cái mẫu nhà gỗ này á, thì xài một thời gian thì con chuột nó cắn thì nó hơi xấu, mà bù lại thì nó cho mấy con chuột nó mài răng luôn, cũng rất là ok nha các bạn. Bên này là queo gỗ size lớn và size nhỏ, hai size đều có đủ hàng luôn nha các bạn. Rồi, đây là queo nhựa. Size cho mấy con bia nè. Đó, size này là 15 cm, đường kính 15 cm, bề ngang của nó cũng rất rất là rộng, cho nên các bạn cho mấy con bia chạy thoải mái. Nhà tắm mica, đế bình nước, nhà tắm nhỏ, nhà tắm lớn, bồn tắm, nhà lạnh và cái nhà cửa tự động. Đây, nhà cửa tự động này á, thì các bạn lưu ý là về làm lại cái hai bên cái chốt này nha. Đó, các bạn lấy mũi kéo các bạn nại cái lỗ nó rộng ra một tí là cái cửa nó sẽ gọi là nhẹ lại thôi. Đó, rất là đơn giản, tại vì đồ Trung Quốc thì nhiều cái nó bị không có hoàn thiện cho nên các bạn phải làm lại. Đó, nhà tắm đó thì cũng mang chỗ tắm nó có bơi cát thì hạn chế lắm các bạn. Ở bên đây là ba mẫu nhà xứ mình về kỳ này, size nhỏ thôi, dành cho mấy chuột nhỏ thôi. Chén ăn, đây chén ăn mình về mẫu mới nha các bạn. Cái chén này nó mình thấy nó rất là nặng và cái thành nó cao nữa, cho nên là mấy con chuột nó ăn nó không có lật cái chén được nha. Bên trong có màu hồng, màu xanh biển với lại màu xanh xanh chuối, màu vàng có luôn. Đó, rất là nhiều màu. Chén vòm và chén hình mèo màu hồng nè. Đó. Rồi chén ăn nhựa 18.000 nè, vẫn còn. Mà cái chén này thì nó chuẩn bị hết hàng nha các bạn, chuẩn bị hết hàng. Rồi.
Rồi và tiếp theo thì mình sẽ review lồng nha các bạn. Lồng thì lồng ngũ sắc đế trong và đế màu vẫn còn hàng. Lồng hang một tầng nè, rồi lồng hang hai tầng. Đó, mấy mẫu này thì nói chung là full phụ kiện hết. Bình nước, chén ăn và vòng chạy đều có đủ hết cho tất cả mẫu lồng này. Lồng ngũ sắc lớn có hàng luôn nha các bạn. Các bạn hỏi mình đó. Rồi và lồng hai ngăn nè, hai ngăn hôm qua mình có nói rồi và các bạn cũng biết rồi. Hai ngăn thì quá quen thuộc rồi. Đây là cái mẫu lồng táo để mà xách tay vận chuyển đó các bạn. Ở các bạn nào muốn vận chuyển thì lấy mẫu lồng này hoặc là để tách rồi đó thì cũng khá là ok. Rồi mẫu lồng hoàng tử 3 tầng nha các bạn, tính luôn tầng trệt là 3 tầng nha. Mẫu hoàng tử 2 tầng. Mẫu lồng kinh thành 2 tầng. Mẫu lồng phi thuyền hai bên là miếng nhựa mica. Và cái mẫu lồng đại full phụ kiện. Đây. Mẫu này thì hôm qua mình cũng đã nói sơ sơ về nó rồi. Thì nó tặng kèm cho các bạn một cái queo á. Cái queo cũng thường thôi. Còn các bạn muốn xài xịn nữa thì các bạn mua cái queo xịn hồi nãy mình mới nói đó. Bạn gắn vô là ok. Còn những bạn nào mà nuôi bia thì lưu ý là mua thêm một chiếc queo nhựa size lớn để vô nha. Queo nhựa size lớn để vô thoải mái luôn. Còn ngoài ra thì bình nước của đó các bạn muốn thêm dung tích á. Thì các bạn mua cái bình nước lớn hơn cho mấy con bia. Mấy con bia thì các bạn đầu tư nhiều một tí nha. Rồi thức ăn dặm nè, rất là nhiều luôn các bạn. À, bên này thì có khoảng mười mấy món các bạn. Đó, cơm gạo, rồi cá sợi, hướng dương. Nói chung là các bạn thấy con chuột của các bạn thích ăn cái món nào thì các bạn mua thêm. Tất cả 10.000 một bịch. Có những cái món như là cây chùm rồi đó. Cây chùm thì mình có phân ra bịch nhỏ 5.000, còn bịch lớn 10.000. Đó, táo sấy đồ đầy đủ hết. Đó, cây chùm bịch nhỏ 5.000 nha. Rồi sâu hai size có luôn, size nhỏ và size chung đều có hàng hết. Rồi bên này là thức ăn dặm đó. Rồi ok, rồi các bạn nào cần mua hàng gì đó thì có thể lên Shopee hoặc là web bên mình hoặc là nhắn tin trực tiếp với mình qua trang Facebook Đất Thú Cưng nha. Mình sẽ hỗ trợ các bạn. Đối với cái trang Facebook Đất Thú Cưng đó thì nhiều khi các mình gói hàng với lại soạn đồ đó thì mình rep tin nhắn hơi chậm, thì cái này mình thừa nhận, mình xin lỗi các bạn rất là nhiều. Các bạn mà cần mua hàng gấp á, thì các bạn có thể lên trang Shopee hoặc là web các bạn đặt hàng trực tiếp luôn. Trên hai cái trang thương mại đó thì mình đã có cập nhật giá cũng như là chi tiết sản phẩm trên đó hết rồi. Ở các bạn cứ lên trển mà đặt hàng nha. Đối với bên website đó thì nó không có báo phí ship luôn, các bạn cứ đặt hàng đi và mình sẽ chủ động alo để mà báo tiền ship cho các bạn. Còn trên Shopee thì các bạn cũng đã biết rồi, nó sẽ báo phí ship đầy đủ khi mà các bạn đặt hàng. Còn về giá cả thì mình bán hồi đó giờ các bạn cũng đã biết rồi, giá cả hợp lý, không bán giá cao quá thì mình bán cũng nhờ số lượng nữa các bạn. Đó, các bạn mua hàng của mình lâu đã biết rồi ha. Lồng đồ giá cả hợp lý hết. Đó, lồng kỳ này có lên chút đỉnh nhưng mà mình vẫn để giá cũ cho các bạn luôn. Rồi, và các bạn cần mua hàng hay là thức ăn vật dụng của đó thì có thể ghé qua ủng hộ mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở video gần nhất nha. Bye bye.